Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn chi tiết cây đàn Yamaha C250 dòng Classic Made in Japan Nhật Bản. Đây là cây đàn tôi đánh giá là âm rất hay, tổng thể đàn còn đẹp. Cây này video sáng nay tôi đã quay sơ lược cho các bạn xem rồi. Thì cây đàn này là vân gỗ rất là đẹp, lưng và hông có vân gỗ rất là đẹp và độc đáo. Các chi tiết khớp nối, cần đàn, cổ đàn, khóa vẫn còn ngon lành. Khóa vàng, vẫn trơn mượt, chưa có bị hoen kẹp, không có gì. Cần đàn không bị nứt vỡ, lưng hông đẹp. Thì đàn cũng đã qua quá trình sử dụng, thì nó không phải là mới tinh như xuất xưởng. Nhưng mà một cây đàn cũ như thế này, ở cái tầm giá 3,7 triệu, thì là tôi đánh giá là cây đàn này là khá hợp lý. Có một vết xước cào nhẹ lớp sơn trên mặt, nhưng không có ảnh hưởng gì đến âm thanh và độ bền của đàn. Đấy, cái vết xước này thì nó chảy một chút sơn thì các bạn cũng có thể dùng keo để tráng lên, hoặc cũng không sao, các bạn cứ để nguyên cũng không ảnh hưởng gì. Về action thì cây này tôi đã chỉnh action ở mức hợp lý, tức là đang ở action ở mức đánh hợp lý, phù hợp với những người kể cả mới chơi. Về độ cong cần thì nó được đạt đến 98.9%. Các bạn có thể ngắm ở đây, nó gần như rất thẳng. Nếu như chưa căng dây, nếu chưa căng dây thì nó thẳng ở gần mức là tuyệt đối. Nhưng khi tôi căng dây lên thì nó hơi ngả nhẹ một chút. Đấy, thì cái vấn đề này cũng không có ảnh hưởng gì. Và cái điều mà mình quan tâm nhất, đó là action. Thì cây này action rất là ngon. Đây tôi đã hạ căn chỉnh và hạ action đang ở mức hợp lý rồi, các bạn chỉ việc chơi. Ngay sau đây thì các bạn sẽ xoay ngang màn hình, tôi sẽ test nhanh về âm cây này. Âm cây này rất hay, giải bass rất nổ. Sau đây là các bạn sẽ xoay ngang màn hình để nghe âm thanh của cây đàn. Đây là tổng thể ngoại hình ở đây. Cây đàn rất đẹp, rất ngon. Tôi báo giá ở đây 3,7 triệu là chỉ có đàn kèm cái bộ dây mới tôi thay lên đây rồi, chưa có tính phụ kiện. Thì các bạn lấy phụ kiện nào thì tôi sẽ báo giá phụ kiện đấy. Nói chung sẽ là rất rẻ, bởi vì tôi không có bán phụ kiện mà là chỉ kèm đàn thôi với da gốc. Ví dụ như bao da thì tôi sẽ tính giá là 100.000, kẹp capo là 50.000, kẹp capo loại đẹp. Đây là âm thanh. Rất nổ nhé, cây này âm rất hay và vang. Dây thì tôi mới căng nên nó cũng hơi bị giãn, nó hơi vênh một chút về nốt. Còn về chất âm thì cây này cực vang và hay các bạn nhé, như các bạn vừa nghe đấy, âm rất hay và vang. Giá bán 3,7 triệu, chưa có tính phụ kiện.
gồm đàn và bộ dây. Các bạn lấy phụ kiện nào thì tôi sẽ báo giá gốc phụ kiện đó, không có tính lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.